Vâng, cửa hàng âm thanh 7/97 xin kính chào toàn thể các bác. Thì ngày hôm nay ta tiếp tục quay trở lại với những cái sản phẩm mới tới từ cửa hàng 1977 các bác nha. Thì trước mặt các bác đây thì em có một vài bộ mic tới từ thương hiệu Marlboro và có model là VIP 999. Thì thực ra mà nói thì cái dòng này nó không còn quá xa lạ với tất cả các bác nữa, vì thực tế là bên em đã bán cho các bác một lần với dòng mic VIP 349 này rồi. Hay các bác có thể xem như nó là dòng VLMX M30 các bác nhé. Các bác nhìn cái thiết kế đầu thu của nó thì các bác sẽ nhận ra ngay. Đây là cái dòng thiết kế đặc trưng của những cái dòng VLMX. Mà VLMX thì cũng giống như là do Beyer sản xuất các bác ạ. Cái dòng này thì nó thiết kế đầu thu của nó sẽ là dòng VLMX M30. Đấy, và hoặc là VIP 999 thì các bác đã quen thuộc hơn, quen cái mã này hơn trên cửa hàng 1977 của em. Thì nói về những cái bộ mic của VLMX hay là Manpower, là VIP 999 hay là Beyer nói chung, thì nó đều mang một cái đặc điểm chung, đó chính là hỗ trợ cho những bác có cái giọng hát yếu và những bác nào có nội lực kém. Khi chúng ta sử dụng những bộ mic như thế này thì các bác hát sẽ nó sẽ dễ dàng hơn các bác nhé. Đây là hỗ trợ để các bác hát nó dễ hơn, nó dễ hát hơn, chứ không phải là hỗ trợ để các bác đang hát kém mà hát hay hơn các bác nhá. Đấy là điều lưu ý tất cả các bác. Bên em thì cũng có rất là nhiều cái dòng mic và với những cái tính chất khác nhau. Ví dụ như các bác đã thấy là mic BBS kia và mic Zilacac bên này, thì hai những cái dòng mic BBS Zilacac hoặc là LR Devon, đấy là những cái dòng mic mà những cái bác nào mà hát hay ha, hoặc là những cái khi mà chúng ta dùng trong những cái show sự kiện thì chúng ta mới sử dụng những cái dòng như vậy thôi. Đấy, còn với những cái bộ mic VIP 999 này hoặc là những dòng mic Beyer thì thường là những cái bác nào mà chúng ta cảm giác mà khi mà chúng ta hát karaoke mà cái khả năng luyến láy của mình này, cái nội lực của mình khi mà hát lên những cái nốt cao, lên những cái tông nhạc khó, thì chúng ta hay sử dụng những bộ mic như thế này, thực sự nó rất là dễ hơn, đúng không bác? Đấy, thì về cái dòng mic này thì cái đầu thu của nó, theo mặt chủ đạo của nó là màu trắng sữa các bác nhá. Đây một chút màu cầu cà phê ở cái đèn màn hình, một cái đèn màn hình rất là lớn. Đây là màn hình hiển thị của những cái thông số cơ bản trên cái đầu thu mic này, còn hai kênh sóng này, những cái cột sóng của phần tai mic đấy, và những cái thông số ví dụ như âm lượng của từng tai. Đấy, một cái mắt thần IR để chúng ta dò sóng các bác nhá. Dò cái này thì nó cũng giống như dò Beyer thôi, không có khác biệt gì cả. Dòng này thì khác biệt ở cái điểm là cái phần âm lượng của tai mic A, tai mic B á, hay là cái ngang B, thì các bác sẽ thấy đây nó sẽ dùng cho các bác những dạng chít áp nhé, không giống như là những cái dòng khác thì khi mà chúng ta tăng giảm âm lượng thì chúng ta sẽ dùng nút bấm, thì dòng này sẽ dùng chít áp cho các bác này. Đấy, về cái phần tai mic, thì từ trước nay thì những cái lô mic mà như bọn em mà các bác thấy là nó chỉ về tầm 8-9-10 bộ như thế này á, thì đều là những cái bộ mic mà bọn em thuộc cái dạng là tuyển chọn. Đấy, tuyển chọn để tìm cho các bác những cái bộ mic mà tay mic nó đẹp nhất có thể, rồi côn mic hay tất cả mọi thứ thì nó là đều zin. Thì trước mặt các bác đây thì các bác sẽ thấy là cái tay mic này là tay mic màu 6G các bác nhá. Và đây là dòng này là dòng vị tím. Đấy, M30 cũng là vị tím. Về mic M1 thì sẽ là vị xanh, nhưng mà M30 sẽ là vị tím cho tất cả các bác này. Đấy, đây là vị tím các bác này. Dòng này thì em sẽ bao cho các bác là cái lẫy pin nó sẽ không gãy. Đây thì nó chỉ có tầm 7 bộ thôi, hơn 7 bộ một chút. Đấy, lại pin thì không gãy các bác nhá, kể cả cái thần tiếp xúc pin thì nó đang rất là mới. Đấy, đây là dòng vị tím các bác nhá, và đời thằng này đời khá cao, đời 2017, đầu 2018. Đấy các bác nhá, hộp sóng thì dòng này thì rất là khỏe. Để sóng với những cái dòng này á thì nó sẽ sóng xa cho các bác từ tầm 50 đến 100m, và cái độ sóng ổn định nhất của nó sẽ là tầm 70m. Đấy, thì dòng này thì nó cũng mang tính chất như cái dòng mic Beyer, thì cho nên là cái dòng này là chuyên gia đình, và các bác sử dụng trong gia đình thì nó sẽ là phù hợp hơn. Đấy, cái dòng này thì các bác mang đi sự kiện thì nó khá là khó dùng, nói chung là nó khó dùng. Đấy, vì là cái những cái dòng này á, khi mà các bác ở những cái môi trường quá đông người thì sẽ có một cái đặc điểm là nó sẽ hay bị mất sóng các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác dùng gia đình thì nó sẽ là tuyệt vời nhất có thể. Đấy, thì cái số lượng thì nó không có hạn, mà lý do là vì bọn em tuyển chọn những cái mặt hàng như thế này á, cho nên các bác sẽ thấy là cái côn mic á, cái côn mic thì các bác sẽ thấy đây nó sẽ có ba cái đời côn cho các bác. Ba cái đời côn này, thực ra là côn giống như là côn Beyer cả thôi, côn mic Beyer nhá các bác nhá. Nhưng mà ba đời côn với ba màu khác nhau, đúng không? Cái màu nâu đất là một này, màu thứ hai là màu hồng, và màu thứ ba là màu tím như thế này. Thì thực ra cái côn này cái màu sắc nó khác nhau thôi, chứ cái tính chất của côn thì nó giống nhau thôi. Đấy, nhưng mà vì là tuyển những cái bộ đẹp thì thành ra là cái côn mic thì nó sẽ là những cái màu khác nhau. Thì bác nào mà thích cái màu côn như thế nào thì các bác có thể liên hệ đặt hàng. Ví dụ như bảo là anh muốn đặt một bộ mic VIP 349 là màu côn màu hồng này, hoặc là bác nào muốn bảo là côn màu tím, thì các bác nói rõ trong khi mà các bác đặt hàng cho em, thì em sẽ chọn những cái đúng cái bộ côn mà các bác yêu cầu, sau đó sẽ gửi hàng đến các bác luôn. Đấy, thì mic thì lâu nay bọn em bán với những cái dòng mic mà hỗ trợ các bác như thế này thì luôn luôn sẽ có một mức giá duy nhất thôi, đó chính là 2.500.000 đồng một bộ.
thì có những cái bộ thì bọn em sẽ bao ship, có những bộ của em thì sẽ không có bao ship cho các bác. Thì hiện tại thì với những cái bộ mic mà đẹp của VIP 309 như này thì bên em đang bán cho bác mức giá là 2.500.000 đồng một bộ và có bao ship cho bác nhé. Đã giá đó đã bao gồm phí ship, và khi mà một bộ mic đi kèm cho các bác thì sẽ đầy đủ những cái phụ kiện, trong đó sẽ có anten này, có dây nguồn, dây 6 ly và chống lăn, chống lăn tay mic này. Đấy, mic này đẹp, với những cái tay mic đẹp tầm 99% thế này, thực sự mà nói thì các bác đi mua hàng ở những cái dòng mic bãi thì rất là khó tìm những cái bộ mic như thế này, đúng không ạ? Và ngoài ra thêm một điều nữa thì bọn em thì cái mic bãi về thì các bác lưu ý thì cái phần dọ mic này đa phần là khi mà chúng ta sử dụng rất là nhiều, ngoài ra là cái hơi ấm này, cái hơi ấm từ cái tiếp xúc của nước bọt hoặc là những cái không khí ở ngoài á, thì cái dọ, những cái giọng dọ mic này khi mà mic bãi về đến đây á, thì thường là nó sẽ bị dĩ bong chóc. Cho nên là bọn em thứ nhất là một là đảm bảo vệ sinh, hai là đảm bảo về cái độ thẩm mỹ của những bộ mic như thế này, thì bọn em đã mua đặt hàng những cái dọ mic của AAP như thế này này. Đấy, cái này là đặt 200.000 một bộ đó các bác, 200.000 một đôi. Đấy, để gửi thì bọn em sẽ thay luôn cho các bác luôn. Và giá là vẫn cứ giữ nguyên. Giá vẫn giữ nguyên là 2.500.000 đồng một bộ các bác nhá. Bao ship cho tất cả bác rồi, đầy đủ phụ kiện đi kèm. Bác nào đang cần một những cái bộ mic mà hỗ trợ mình mà hát nó tốt hơn, nó nhẹ hơn, đấy, dễ luyến láy hơn và lên những cái nốt cao nó không bị vỡ tiếng, quặn tiếng, thì các bác có thể liên hệ cho 1977 theo hai cái số điện thoại mà em đang ghim ở dưới màn hình các bác nhá. Giá xin nhắc lại một lần nữa thì giá của nó sẽ là 2.500.000 đồng một bộ và có bao ship cho các bác luôn. Đi kèm đầy đủ phụ kiện đi kèm. Đấy. Xin hẹn gặp lại các bác những cái clip tiếp theo của 1977 các bác nha. Xin chào.